hãy nghe lén đó là do nhóc gắn lên, có phải vậy không? Không đúng, sao có thể chứ? Cha chỉ là một đứa con nít thôi mà. Anna Muro, thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, chỉ huy các cảnh sát an ninh trên toàn quốc với biệt danh Zero. Dù có trực thuộc Bộ Công an thì cũng chỉ có một trường hợp được phê duyệt, đó chính là cảnh sát Kazami, đúng không? Hãy nói thật đi, cậu nhóc à, cháu là ai? Edogawa Conan, một thám tử. Nàng cô chấp như chưa tin vào ý phận.